ZL One 315 nha cả nhà. Ôi chạy ra. ZL One 315. Đó, cặp bến tại cửa hàng. Con này đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà. Nâng đi, nâng ben đi. Nâng ben lên. ZL One 315 nha. Cộng trơn trung nha cả nhà. Cố sới nè. Lớp sau của nó là lớp Krypton của Nhật nha. Made in Japan. 13.624. Con này cặp lớp sau đẹp lắm cả nhà. Không hề có một vết nứt nào luôn, nguyên zin luôn. Lớp to béo bự. Gai cao luôn. Ôi cặp lớp này thì thôi chứ. Cặp lớp này thì quá nhất rồi nha cả nhà. Cặp lớp to béo bự đẹp luôn, có một vết nứt nào hết. À, các anh các bác mà mua rồi muốn dặm lại bên em thì dặm lại cho nha, dặm lại cái chỗ này cho mình nè. À, bên em chưa dặm còn nguyên zin nè.
con Virgin nó bị cháy nè cả nhà. Tuyệt đẹp luôn rồi, nguyên viên đẹp không có một vết nứt, rất là đẹp nha. Lớp này phải hơn 95% nè nè, 95%. Đó cả nhà nhìn này, nguyên viên luôn. Em đi cặp lớp trước luôn, cặp lớp trước của nguyên viên của Nhật luôn nha, 86. 86 made in Japan. Gặp lúc trước là cũng còn khá đẹp luôn nha cả nhà. Gai còn tương đối là cao. Gai nó còn tương đối cao. Tương đối cao nha. Mình bú vào lớp vậy là gọi là đẹp rồi cả nhà ơi. Về chỉ có chạy thôi, không phải lo lắng gì nữa hết. Động cơ 4 máy. Em chưa rửa kỹ mà còn bẩn nha. Cái này là người ta cào mã số khung đây để kiểm định xe nha cả nhà, lấy mã số nè. Đó, mã số khung này. Động cơ 1499 97T. Đầu quanh 315. Động cơ 4 máy siêu khỏe luôn. Cái vô e là cả nhà. Sửa chưa sạch vẫn còn đất luôn nha, còn mới lắm nha. Xe luôn nha.
demo sạc này. À, các anh các bác nào mà mới vô xem kênh em á, mình chưa đăng ký kênh thì cho thì nhấn nút đăng ký nha, cùng với lại nút like để mình kịp thời mình theo dõi những video mới và sớm nhất bên em phát ra. Rồi mình lựa cho mình sở hữu cho mình một con xe nào ưng ý. Thì khi mà ưng ý rồi các bác cứ nhắc máy liên hệ với em nha. L1 315. Cái bộ đề nó mà còn đẹp còn mới luôn rồi nha. Rồi Kubota ZL 130, Kubota ZL 135, 2 cầu 4 máy trợ lực lái 31 ngựa. Nguyên zin đẹp xuất sắc luôn nha. Đúng quả lớp con tuyệt đẹp luôn. Bên em đang ra giá con này là 130 triệu. Cả nhà ai cần sở hữu em nó thì nhắc máy liên hệ với em. 130 triệu nha. Là một con xuất sắc đẹp luôn. Mọi người xem sơ qua em nó một lần nữa nè. Đó. Cả bốn quả lớp luôn nha cả nhà. Engine luôn. ZL135 31 ngựa, 2 cầu trợ lực lái. Kính chào cả nhà.